Thưa ông trưởng tộc, Thôi, thưa gửi mà làm chi? Theo phép, mấy ông trầu rượu đến cưới con gái nhà người ta. Mấy ông không có quyền khinh khi quá lẻ. thưa ông trưởng tộc, hỏi nhà trai chúng tôi nào dám? Đôi liễm giao hảo hai họ đã dán xong, giờ họ trai xin phép trình nữ trang. Sao có đôi bông nở mà không có đôi bông búp? Thưa anh, cái chánh á, là con cháu mình có ăn đời ở kiếp với người ta hay không, chứ bông búp hay bông nở thì có quan hệ gì? Sao lại không quan hệ? Hôm bữa dạ em hỏi, hai bên đã giao ước với nhau đàng hoàng. Không lẽ họ nhà trai quên rồi sao? Thưa ông trưởng tộc, bông búp là khi nào có lễ ăn trầu uống rượu kìa. Lời tục người ta nói, bông búp về nàng, bông nở về anh. Vì đường xa xa xôi quá, chúng tôi mới xin phép trà rượu cưới hỏi một lần, và đã được ông hạ cố chấp thuận. Bởi vậy chúng tôi tưởng chỉ bông nở thôi, cũng đủ lễ rồi vậy. Cũng đủ lễ rồi vậy. Chú Chánh à, Dạ. sanh con tưởng gả được chỗ môn đăng hộ đối, ai dè họ khinh mình quá thể. Dòng họ mình đâu có vô phước quá vậy chú Chánh. Anh trưởng tộc à, xin anh chăm trước. Thưa hai họ, đã trình đồ nữ trang. Dạ, xin phép. Bây giờ xin phép được lên đèn khai trầu rượu. Ai cho phép mấy người cưới? Tôi đã biểu là phải đợi, chưa tới giờ mà. Dạ thưa ông, con phải. Thưa, là thầy con nói vậy, chứ đợi chính biết thiệt giả, con e là không kịp, tội nghiệp cho con cháu của bác. Đúng đâu yên cháu. Chưa. À, mâm xin lễ. Cô dâu ra mắt hai họ. Lớn tiền bàn thờ gia tiên. Chú rể cô dâu ra mắt hai họ. Chú rể cô dâu bái lại bàn thờ gia tiên. Lại xong mình xin kiếu liền. Dạ. Đừng để trễ một phút nào. Dạ. Họ không níu con dâu lại đâu mà sợ. Dạ. Dạ. Lễ bái đã xong, chúng tôi xin phép được rước cô dâu về để kịp con nước. Cảm ơn ông trưởng tộc, cảm ơn anh chị Chánh và bà con hai họ. Chưa tới giờ một đàn trai định cướp dâu sao? Thưa ông trưởng tộc, xin ông thương giùm, sắp nhỏ nó ở rời với nhau được không phải tại cái giờ đó đâu. Dạ. Tình. Mình đi đi em.
đi về nhà với anh. Nếu chờ đến giờ tí thì không những nhà trai mà cả nhà gái phải chịu ngược nước hơn một ngày trời. Chắc cho tôi dọc đường quá. Chỉ tội nghiệp cho cô dâu, không ven đường xa lại phải ngồi bó rõ dưới nghe. Đừng tục lệ ông bà. Đâu thế? Thôi, xí xóa bớt đi ông Trưởng Tộc. Còn lễ trao thân cởi mình, sao không làm? Trao thân, trao thân còn bị móc. Rồi, 4 cốt. Giá của mày á, 2 dạy vẫn còn rẻ. Chưa hết. Dạ. Dạ, thầy quản kêu. Tao hỏi lần cuối, nếu cố tình không nói, tao đành giao mày cho thằng Tư Ếch. Tôi canh chừng núi cho chủ còn không xiết, rồi tá điền cả 100 người, làm sao tôi biết được ai đi đâu, ai làm gì, ai là tay chân của đảng cướp. Mày cứng đầu, cố tình bao che. Đã canh chừng lúa cho chủ thì mày không thể không biết ai đã vắng mặt ở sân lúa. Thầy quản buộc như vậy là ép tôi rồi, làm sao tôi biết được? Mà cho dù tôi có biết thì làm sao tôi nhớ? Tư Ếch sẽ giúp cho mày nhớ. Tư Ếch, tao giao nó cho mày. Dạ, thầy quản an tâm. Cái ngọn voi của tôi sẽ giúp cho cái lửa nó phải gái. Bảo đảm nó sẽ gái như con cu mồi. Chủ, con làm phò mồi cho chủ bao nhiêu năm trời, nay con bị oan ức, chủ làm ngơ sao? Ai biểu mà không nói, không khai, cho mày chết bồ tổ mày luôn. Đồ cũng phản chủ mà. Chủ nói không nói nhiều. Đi mày, đi, đi. Nó nói tới 5-6 thằng bán lúa cho chủ chạch. Làm sao mà biết thằng nào báo cho tụi cướp? Không lẽ thầy tính bắt hết tụi nó? Bức chi sợ động rừng. Trong những thằng bán lúa, chủ nghi thằng nào nhất? Bây giờ nhìn mặt thằng tá điền nào á cũng đáng nghi hết. Có một thằng đáng nghi nhất là thầy quản. Nghe thầy quản nói tới chữ rừng, tôi chợt nhớ tới thằng Bãi Tờ. Phải rồi thầy quản, tôi nhớ rồi. Cách đây non 1 tháng, lúc 2 cha con thằng Bãi Tờ đi rừng, tôi có tới tới chi vậy ông? Bà im, để tôi nói. Thằng Bảy Tờ nó có đi được để kiếm bộ cổ cất nhà. Chối nó chặt cho tụi bay. Dạ rồi thầy Tư. Giúp tao 2 chuyện nghe ớt. Chuyện gì? Thứ nhất á, mày đừng có la. Đánh ai mà nghe người ta la, tao muốn đứt ruột. Thứ nhì, mày đừng có khai dội. Biết mẹ gì đâu khai. Để tao đánh cho đủ 10 gôi cho nó đã. Đã cái tai rồi mày hả khai nghe ớt. Đánh thì đánh mẹ đi, nói nhiều. Được, tao sẽ chiều. Có chuyện gì không thầy quản? Không có chuyện gì. Tôi nghe nói chú Bảy đâu còn kiếm chồng tôi với thằng nhỏ ngoài sân lúa. Chà, cây ngay cột thẳng dữ hen.
định cất nhà cho vợ chồng thằng ba con tôi. Nghe chú Bảy nói tìm được một cột, đi ngang tính hỏi coi chú Thím tìm được một cột ở đâu. Đâu ở trong rừng á, cha con ổng tìm cả năm bảy bữa. Rừng việc nào mà kiếm được một cột ngon vậy Thím? Tôi đâu có biết. Mời thầy quản với mấy thầy vô nhà uống nước. Thôi tôi về. Mà chừng nào chú Thím tính cất vậy? Chắc phải làm xong lúa thầy quản. Bảy tờ á, không đâu làm cho xong. Sao mà cách đi mấy bữa lại bỏ đi đâu vậy? Ổng đi đâu có nói tôi tiếng nào ở đâu. Vậy sao? Thôi tôi đi nghe Thím. Dạ, chào thầy. À dạ. Thím nhớ hỏi giúp tôi coi chồng Thím á tìm được bộ cột ở rừng nào nghe. Dạ. Phá con thằng Hai Nghĩa thì chú bên chậm chậm, còn con lo giữ từng hột lúa cho chủ á, vậy mà chủ còn xuống quản thân. Tổ cha mày, tao không binh mày thì sao còn rước mày về đây? Chú đợi cái lưng của con thiếu đều muốn nát ấy, chủ mới đi. Đáng đời lắm, ai biết mày biết mà mày không khai. Biết gì đâu mà khai. Nè, mày ăn nói với tao cái giọng đó là cái lên đầu mày nghe mày. Mày canh giữ sân lúa mà không biết thằng Bảy Tờ bỏ đi đâu cả ngày trời là sao? Sao giờ mới nói tôi hay? Thấy mình về, tôi lật đật dọn cơm, giờ mới có dịp nói. Với lại thấy chuyện có gì gấp gáp đâu. Rồi nó có hỏi gì nữa không? Nó hỏi mấy hôm trước mình không lo làm lúa mà bỏ đi đâu. Rồi bác thằng Thịnh nó làm sao? Thì tôi nói mình đi đâu có nói với tôi tí nào đâu. Rồi còn nhờ hỏi á, mình kiếm được bộ cột ở rừng nào. Anh còn nhớ tích tuồng Trần Dở Kim không anh Đắc? Tao thề nhớ hoài mối thù với anh cha tôi ít, chứ nhớ tuồng tích gì. Ninh thọ tử chứ bất ninh thọ nhục. Anh không khai nên có thác bởi ngọn roi của tôi ít cũng thì kẻ gian. Nè chú, có chuyện này mày dám làm không? Chuyện gì? Gặp Bảy Tờ. Có gì đâu mà không dám. Tao chưa nói hết. Tao không biết anh Bảy bữa trước hôm chủ chiếu bị cướp, ảnh bỏ sân lúa đi đâu làm gì. Nhưng mày tới đừng cho ai hay. Nói với anh Bảy coi chừng, coi chừng thằng cha quản thân đã nghi ngờ ảnh có dính dáng tới vụ cướp hôm trước. Chi không được đâu, tôi ngán cho quản thân, tôi ngán cho từ đó lắm, tôi không đi đâu. Vậy mà cũng bày đặt nên thọ tử. Nếu làm được á, tao đã không nhờ tới mày rồi. Những gì tai nghe mắt thấy xin anh mày hãy để bụng, đừng nói cho ai biết. Kể cả số tiền này có giúp ai, anh Bảy cũng đừng nói lại cho người ta biết. Xin anh Bảy hãy nhớ lời của nữ chủ dặn. Bảy Tờ này xin thề sống đêm chết ba thèm. Bảy, Bảy. Ai? Dạ chú. Có chuyện chú Bảy ơi. Chú Bảy, anh ước nha, chú coi chừng quán thân, chú chiếu đã nghi ngờ chú dính em. Thật ức, bắt gì báo cho tao. Chú đừng nghi hoang cho anh Đất bị Tư Ếch đánh bấy cái lưng
bản đóng khai gì rau. Mày tới đây có ai biết không? Chúng biết, chắc tôi đâu tới được đây. Để tao tính. Mày về đi. Đừng để ai biết nha. Dạ. Bà thân, vô ngủ đi. Có chuyện gì mình không nói với tôi được sao mình? Vô ngủ đi. Bảy tờ, nếu chúng vô giếp gì đó bảy tờ. Chuyện riêng của tôi, có gì thằng bán hỏi. Riêng, thì dính tới đại cướp, thầy chỉ có vô cớ. Vô cớ đó bảy tờ, đưa nó ra đây. Dạ, đi. Dạ. Bắt hết tụi nó lên quan trên. Phải thằng hai không con? Dạ, con đây má. Nhà có chuyện gì hả má? Con Yến lại trở bệnh rồi. Sao? Bữa con đi kỳ này nặng quá con à. Phúc thầy ba đất mà cũng không bớt sao má? Nó ho rồi thổ ra huyết nữa. Trời ơi, bữa nay nó nằm mê man không hay biết gì nữa hết. Con ở bệnh nha má. Ừ, con đi đi. Biết con về chứ không má đã ở bệnh với thím Cao Đệ rồi. Dạ. Anh Hải. Út. Tiếc quá đỡ. Tiếc quá tỉnh dậy. Uống được nửa chén thuốc rồi. Hai mới tới hả cháu?
Thấy em được gì đừng miếng bự, cứ tưởng nó mạnh. Hai nghĩa, thầy trò mình với thằng Tinh nữa, phen này phải trị cho tiền tộc con ta. Cũng để trục con ta, con với thằng Tinh sẽ ra sức cùng thầy. Nhưng bệnh của em ấy, con nghĩ không phải bệnh do cõi âm, do tà ma gây ra thầy à. Thầy biết, thầy bà Đắc cũng đã hết lòng chữa chạy rồi. Ngày mai con sẽ ra chợ quận. Thầy bà Đắc đã từng nói với con, sứ mình giỏi nhất chỉ có thầy Hai Hạnh ở chùa Phúc Ân. Ngoài chợ quận, mai thầy Phước Chủ còn biết sao bây giờ. Thấy người ta làm việc nghĩa mà mình ở nhà lo chuyện thê nhi mắc cỡ lắm chú ba. Chà, từ ngày cưới vợ chẳng những tao thấy mày hay sổ nho mà còn khá hơn hẳn nữa đó nghe. Chứ sao chú, nói không tư vị nha. Là nhờ vợ con á. Nhờ sao nói nghe coi. Hồi hừng đông vợ con nó biểu ủa mắc cỡ sao nằm nhà trong khi Hai Nghĩa đi tầm thuốc chữa bệnh cho cô Yến. Được vợ dạy dỗ là mày có phước đó Tình. Chủ chiếu tới kìa, chú lo làm đi rồi đông lúa trả nợ cho chủ. Chủ tới thì kệ chủ chứ, năm nay lúa trúng mùa tao ngán gì chủ mày. Ủa sao giờ này chưa thấy bảy tờ ta? Đưa nó vô đây. Dạ. Tía mày tìm được một con nhà.
tôi sao nhớ được ở đâu chạy. Tía mày sẽ chết. Là đồng đảng thế nào tía mày cũng bị thật chết. Không chết luôn đại biệt sứ. Không biết ngày nào mày mới được gặp mặt. Rồi còn em, má đi tù, rồi ai nuôi? Mày chỉ cần đưa tao thôi. Tới gần thôi cũng được. Cái nơi mà tí mày tìm được một cột nhà, cả nhà mày sẽ được tha. Tha liền tức khắc, không ai bị tù tội nữa. Tao hứa. Một hồi hôm mày không nghe thằng em mày khóc khàn cả tiếng sao? Mày không thương cha, thương mẹ, thương em mày sao được? Thương thì chỉ đi, chỉ vui à, khó khăn gì? Mày mở ra cho tao coi. Mày ước chừng bao nhiêu dạ? Trên dưới 150 dạ. Mày với thằng Năm Ô á, lo đập dê cho sạch, thấy không? Rồi chở về nhà cho tao. Thằng Năm Ô là gạch ruộng của nó, rảnh đâu mà làm cho chủ. Vậy thì mày làm một mình đến. Tụi tá tiền á, có hỏi thì mày nói là thằng Bảy Tợ á dắt vợ con bỏ xứ trốn đi rồi, nghe không? Mày có nghe không? Sao mày không trả lời? Dạ nghe. Ừ, làm đi. Bảy Tợ bị sao vậy ất? Dắt vợ con bỏ xứ đi rồi. Nói dốc. Lúa năm nay trúng mùa, chẳng những đủ trả mà Bảy Tợ còn định đem đi bán. Hơn nữa Bảy Tợ cũng định cất nhà thì hà cớ gì phải trốn chứ. Cùng là bọn tá điền với nhau, Bảy Tợ có chuyện gì mà mày không nói được sao ất? Chủ không cho nói. Mày có nói chủ cũng đâu có biết. Có biết cũng không giúp được gì đâu chú ba ơi. Xả thần ức. Rồi tôi tới nhà Bảy Tờ, giả như coi bộ cột, là cách tôi trung cây nhát khỉ. Nhờ vậy á, tôi mới bắt được Bảy Tờ với tang chứng mà nó định chôn giấu. Tang chứng rành rành như vậy á, nó không có cách gì mà chối tội được. Tội thì đã rõ, nhưng nó khai hang ổ bọn cướp ở đâu chưa thầy quản? Thằng Ly đó, đánh như vậy mà nó nhất quyết không khai. Còn thằng Sửu, công chuyện nhà không ai lo, nhắm chừng được thì tha cho nó. Thằng đó đó, tôi còn nhốt ở trên nhà Diệp. Nhưng trước khi tha, phải để cho thằng Tư Ếch chăm sóc cái lưng nó, để cho nó nhớ đời. Dính tới đám cướp Tư Lộ, không phải chỉ một mình Bảy Tờ đâu thầy quán. Phải bà muốn nhắc tới chứ còn ai nữa. Phải hồi đó thầy với ông nhà tôi đừng buông tha cho má con nó.
Thì bây giờ chắc bà cũng biết, nếu không buông tha thì số tài vật đó phải nộp lên quan trên. Nhưng dẫu có buông tha thì tội đồng đảng vẫn còn đó. Thầy quản, tội của má con nó, nếu như quan trên mà biết được thì mình cũng bị ghép vô tội bao che. Bắt má con nó thì mình phải buông khỏi tay món tài vật. Thầy đâu cần bắt, đã là đồng đảng với đám cướp, thằng con nó còn luyện bùa luyện ngải, má con nó còn biết rõ món tài vật đang ở trong tay mình. Đó là mối hiểm họa một sớm một chiều đó. Còn một mối hiểm họa nữa mà bà chưa nói. Thật quan nhà tôi, thầy cũng biết rõ rồi đó. Không bắt thì ý bà phải làm sao? Hồi ngoài sân lúa đông người, tôi không nói. Bây giờ tôi nói riêng cho thím biết, cả nhà thằng Bảy Tờ đã bị quan trên bắt giam. Bắt? Chú Bảy tội gì mà bị bắt? Số tiền nó được tụi cướp chia đó là số tiền bán 500 giả lúa của tôi. Ai? Chắc có ai đó vu oan. Nó bị bắt cùng tan chứng rành rành nên đâu có chối tội được. Sở dĩ tôi nói riêng cho thím biết là bởi vì tôi lo cho má con thím. Má con tôi làm gì nên tội mà chú phải nhọc lòng lo? Cướp tiền 500 giả lúa của tôi cũng là đám tư lộ, mà tư lộ đã từng gặp thím, chia vàng cho thím. Chú tư lộ không chia vàng cho tôi, chú chỉ nhờ tôi trả lại cho những người bị cướp. Tôi biết, tôi tin thím, nhưng e rằng quan trên lại không tin điều đó. Thưa chủ, tôi biết rõ ý định gì của chủ. Biết rõ thầy quản và chủ được gì thì buộc phải thả má con tôi. Muốn khép tội phải có tang chứng, vật chứng. Thím nói phải, tang chứng vẫn còn đó chứ đã mất đi đâu. Tôi e rằng với tình hình này, quản thân phải nộp số tài vật mà tư lộ đã đưa cho thím lên quan trên. Chắc chủ còn muốn gì thì đến nói với tôi điều này. Tôi lo cho thím nên tôi muốn thím biết mà liệu bệ chính trước. Làm cho má con nó phải bỏ xứ mà trốn đi. Chuyện đó dễ ẹn. Đất đai trong tay ông bà, đám tá liền, muốn đuổi đi lúc nào mà không được. Đuổi thì dễ rồi, nhưng mà hiểm họa vẫn còn. Tôi muốn nó phải bỏ xứ mà trốn đi. Tôi chỉ sợ ông nhà không đành lòng. Chính vì vậy tôi mới cậy tới tai thầy. Theo bà, tôi phải làm cách nào đây? Theo con, đây là kế rung cây nhát khỉ. Là sao? Bắt thiến với thằng hai thì quản thân, chủ chiếu không thể nuốt trọn số tài vật mà chú tư lộ nhờ thiếm trả. Nhưng thầy quản và cả chủ chiếu cũng sợ rằng nếu quan trên phát hiện ra thì sẽ bị khép vô tội bao che. Phải cho thiếm, lúc đó phải tốn bộn bạc mới gỡ được tội. Bởi vậy quản thân mới tới đây hù dọa,
để mẹ con Kiếm phải bỏ xứ mà đi cho khuất mắt. Rùng cầy nhát khỉ, chứ Kiếm như thằng Hai có phải là... Là khỉ đâu? Mày tính nói vậy phải không? Dạ, tại con lỡ miệng. Nhưng mà Kiếm với thằng Hai đừng sợ ai hết á. Ông bà mình có câu, há miệng thì mắc quai. Với lại còn có con đây, Khổng Minh và Cát Tình, nói không tư vị. Để coi ai nhán ai cho biết. Bày nói vậy Kiếm vẫn lo. Mình thắp cổ bé miệng. Còn họ có thế lực, lại trăm phương ngàn kế chỉ tính chuyện hại người. Chắc Kiếm có nghe thiên hạ đồn đùng, nào là thằng Hai con Kiếm nó bỏ bùa thổi ngại, nên tôi mới cho nó số lúa dư nơi ruộng thằng Tư Lộ. Tôi mới nói với quản thần thả má con Kiếm. Rồi nữa, nó đã mang tội trộm lúa, nhưng tôi còn bên nó mà trừng trị thằng Ất. Ui, mùa ngải gì thế mơ. Chẳng qua là tôi thương nó như con, thấy Thiếm quá mùa không người bảo bọc nên tôi... Ai nói những lời vu oan giá họa đó? Tôi biết thưa chủ. Còn thằng Hai, nó học đạo bùa là để hộ thân, giúp đời, chứ không tư lợi gì của ai. Còn chăng cũng chỉ để giữ được phần của mình, mà người khác định cướp mất. Còn điều mà chủ vừa nói, má con tôi thường tự dặn lòng, không lầm tưởng đó là lòng tốt đâu thưa chủ. Để rồi con, trong cái làng này ai là người có đủ sức bảo bọc cho má con Thiếp? Mình chỉ mong được yên thân mà sống, nào ngờ hay là Thiếp tính như vậy. Con nghe có được không Tình? Thằng Hai sẽ tạm lánh, còn Thiếm sẽ ở lại. Lo là lo cho thằng Hai, lỡ nó có bề gì. Chứ thân Thiếm thì... Lánh thì lánh đi đâu? Hơn nữa, Hai nghĩa nó không có nỡ để cho Thiếm phải chịu cảnh như vậy đâu. Ủa, thằng Út, nó đi đâu vậy cả? Có chuyện gì không con? Con chào Thím Hai. Cha con biểu đi tìm anh Tình. Anh Hai cũng đã về rồi đó Thím. Có mời được thầy không con? Dạ có. Nhưng... Nhưng sao? Nói lẹ đi Út. Dạ, thầy Hai Hạnh bắt mạch rồi nói bệnh của chế con e là đã quá trễ. Trời ơi Thiếm,